Con mèo ở phía đằng này nè anh đây rồi. À nó chạy rồi kìa. Chạy dí theo dí theo. Thì mấy bạn thì con chó với con mèo, con nào chạy nhanh hơn? Wow mấy bạn ơi, thấy cái kéo của Tracker bén kinh khủng. Cái cây dây leo này nó thiệt là to luôn nè, mà cắt được luôn. Cái này bự quá em không dùng máy khoan điện, mà em sẽ dùng cần cẩu để em đập bỏ nó luôn. Xong rồi anh ơi. Chào mừng các bạn đến với kênh KM Channel. Và các bạn có biết đây là chiếc xe của ai không? Đây là xe của Everest. Everest đã làm xong nhiệm vụ rồi, nên bây giờ đang trên đường chạy về gặp anh Raider để hỏi nhiệm vụ tiếp theo nè. Không biết hôm nay sẽ là nhiệm vụ gì nữa ha. Ê, kinh khí cầu của ông thị trưởng kìa, các bạn có thấy không? Nó bị hư rồi, ổng còn chưa sửa nữa mà cứ bay vòng vòng hoài vậy trời. Bên đây là đầm cát lún nè, đi tới gần nó là nó bị lún xuống là mình bị chìm sâu xuống dưới luôn á. Đây có nhiều cục xương quá. Zimmer đói bụng, để Zimmer ăn xíu đã. Tội quá. Ê, anh Raider kìa, phải quay về nhận nhiệm vụ đã. Anh Raider ơi, mình có nhiệm vụ gì cho ngày hôm nay không anh? Có. Người dân ở đây báo là xung quanh bãi biển á có dấu chân của con mèo, mà bọn chúng đi rất là đông luôn, rất là nhiều dấu chân. Vậy có khi nào đó là dấu chân của mấy con mèo của ông thị trưởng không ta? Mà nó cứ đi xung quanh vòng vòng cái chỗ biển nó hoài à. Có khi nào có cái gì đó rơi xuống dưới biển mà nó muốn lấy mà nó lấy không được không? Các em suy luận hay lắm. Anh cũng nghĩ vậy á. Bây giờ các em hãy đi đến bờ biển, cái chỗ có dấu chân nhiều á, rồi nhảy xuống biển xem thử có cái gì chìm ở dưới không nha. Dạ. Ô, ở đây có khu vui chơi nè, đã quá à. Ý, dấu chân phía bên kia kìa mấy bạn ơi. Rồi mình phải đi thủy phi cơ qua bển thôi. Wow, đúng rồi, dấu chân mèo quá trời luôn nè. Không biết chỗ này có gì mà nó đi lại chỗ này nhiều vậy ta. Thôi mình phải nhảy xuống biển để mình điều tra mới được. Mấy bạn hãy coi chuẩn bị đây. Mình chuẩn bị mình nhảy xuống biển nè. 1, 2, 3. Nhảy. Yeah. Mấy bạn ơi, mình nhảy giỏi quá. Mình đã tìm được một quyển sách rồi nè. Anh Raider ơi, em tìm được một quyển sách màu tím. Em nghĩ là nó có liên quan gì tới ông thị trưởng với cái đàn mèo của ổng á. Nhưng mà vì nằm sâu dưới biển cho nên con mèo nó không có lặn xuống dưới để nó lấy được á. Giỏi lắm chứ mà. Nhưng mà quyển sách rơi xuống nước vậy thì những cái trang giấy sẽ bị rách vài trang rồi. Cho nên Rocky, em có thể sửa quyển sách được không? Dạ, để em gọi Rocky ra nhanh. Rocky ơi, sửa lại quyển sách thử xem, nó bị rách hết rồi nè. Ok, đợi mình sẽ dán nó lại. Chỗ nào rách mình sẽ lấy băng keo mình dán lại. Đây cuộn băng keo siêu đẳng của mình đây. Yeah, nó đã liền lại rồi nè. Nhìn chữ viết là biết chữ này là chữ của ông thị trưởng rồi. Đâu xem thử là ông viết cái gì vậy? Ôi, anh biết rồi mấy em ơi. Ông đang viết kế hoạch tổ chức lễ hội mèo. Thì ra ông ghi các cái bước để thực hiện. Nè anh Raider, đâu chúng ta xem thử nha. Ôi, những chú mèo của chúng ta. Bước đầu tiên, chúng ta phải ăn cắp cái bảng quảng cáo về những chú chó cứu hộ. Làm như vậy thì lễ hội của những chú chó sẽ bị dừng lại. Rồi bước số 2, mình sẽ đi khắp mọi nơi để mình quảng cáo về ngày tổ chức lễ hội mèo. Mấy em mèo dễ thương của ta. Bước số 4 là sẽ vẽ tấm quảng cáo về mèo. Ê, hình như mình thiếu một cái bước nào rồi đúng không? Dạ. Bước số 3 ạ. Đúng rồi. Bước số 3 mình sẽ mua đồ ăn cho mèo để tặng cho khách tham dự luôn. Sao, thấy được không? Hả? Vậy là ông ấy đang ở bước số 2 rồi. Ăn cắp xong rồi đi quảng cáo lễ hội mèo nè. Vậy bước số 3 sắp tới ổng sẽ đi mua đồ ăn hả? Vậy là chúng ta đã biết kế hoạch của ổng rồi. Ôi trời, cái cây răng cọp kìa mấy bạn. Rocky thấy là Rocky đi đường khá thì Rocky không dám đi lại đó luôn á. Bởi vì cái miệng của nó to lắm, nó là cái cây khổng lồ mà. Nó có thể ăn luôn cái xe của Rocky á. Thôi được rồi, mình sẽ chạy về để báo cho anh Raider biết mới được. Ôi Rocky, nãy giờ anh tìm hiểu, anh thấy có rất là nhiều dấu chân mèo ở đây luôn nè.
Anh nghĩ là có một con mèo nào đó đang ở gần chúng ta, không phải ngoài bờ biển mà là trong khu rừng này nè. Vậy giờ làm sao anh? Chắc cơ, em hãy dùng cái radar của em để đi tìm thử xem. Phát hiện được con mèo là phải bắt lại liền cho anh. Dạ, máy quét tín hiệu radar của em đã chuẩn bị rồi ạ. Và cái lỗ tai thính của em nữa, em cũng đã sẵn sàng. Ok ok, ở các em lên đường đi. Nếu tìm thấy được con mèo nào thì phải bắt cho bằng được nha. Dạ. Rồi, cắt cơ lên đường đi mấy bạn ơi. À quên, đầu tiên mình phải dùng cái máy quét tín hiệu radar để dò tìm xem thử có con mèo nào gần đây không. Ồ, đã tìm ra rồi. Con mèo ở phía đằng này nè anh Raider ơi. Vậy bây giờ mình có dí theo không anh? Dí theo, đừng bỏ qua. À, nó chạy rồi kìa. Chạy, dí theo. Theo mấy bạn thì con chó với con mèo, con nào chạy nhanh hơn? Rồi, xong phim. Chạy vô trong bụi rậm rồi. Quên, mình sẽ dùng máy quét tín hiệu radar để dò tìm một lần nữa đã. Chui vô bụi rậm là mình không có thấy đường, tại giờ đang ban đêm mà. Ây da, trời ơi. Đâu rồi, là bụi rậm nào vậy mấy bạn có nhớ không? Ê, thôi, để mình lấy máy quét tín hiệu ra mình kiểm tra đã. Ôi, trời tối quá à. Nó chỉ cần chui vô bụi rậm là mình hết thấy đường à. Nó trong bụi rậm tối thui, nó cũng sợ, nó chạy ra ngoài rồi kìa. Dí theo. À, em tìm được hai lần nên anh tặng cho em cái nón của cướp biển hải tặc nè. Dạ, cảm ơn anh. Trời ơi, nó chạy kìa. Wow, nó chạy nhanh quá. Nó đang chạy về hướng biển. Chạy đi đâu? Dừng lại con mèo kia. Dừng lại. Trời ơi, bỏ xe dí cho lẹ. Nè, cấm chạy vô bụi rậm nha. Nè, dừng lại. Trời ơi, nó lại chạy thoát nữa rồi. Anh Raider ơi, em chỉ còn thấy cái dấu chân mèo à. Không sao, em bình tĩnh. Cứ lấy máy quét tín hiệu ra để đo thử đi. Kiểm tra xem thử nó chạy đâu rồi. Dạ, công nhận con mèo nó chạy nhanh thiệt chứ mấy bạn. Mà nó còn trốn vô bụi rậm nữa, cho nên mình mới khó tìm vậy đó. Wow, dấu chân mèo chỗ này quá trời luôn nè. Được rồi, mình sẽ quét tín hiệu ở đây. Máy quét tín hiệu ra đó, dò tìm. À, nó kia. Một con mèo đã chạy thiệt là nhanh ra khỏi cái bụi rậm rồi. Dí theo. Các bạn có thấy con mèo không? Ôi, nó kia. Nè, đừng có chạy vô trong bụi rậm nữa con mèo kia. Nó đang tìm đường để nó leo lên kinh khí cầu á mấy bạn. Ồ, nó chạy lên đây nè, kinh khí cầu của ông thị trưởng đang dừng lại để cho nó leo xuống rồi, bây giờ nó chạy về để nó leo lên đó. Ui, nó đang chạy về cái ngôi đền rồi. Vậy là những con mèo, ông thị trưởng và những tấm poster của đội chó cứu hộ chắc được giấu trong ngôi đền này rồi. Vậy thì còn chờ gì nữa, các chú chó cứu hộ hãy tiến vào ngôi đền thôi. Ôi, mèo con tuyệt lắm, đã ăn cắp được cái dụng cụ để sửa chữa rồi. Bây giờ ta đã có thể sửa lại cái kinh khí cầu này như mới. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục bay vòng vòng khắp bầu trời để đi quảng cáo về lễ hội mèo rồi. Các con, mèo yêu dấu của ta, các con làm việc tốt lắm. Ôi, mình đã dí không kịp con mèo rồi. Phải quay lại để báo cho anh Raider biết mới được. Anh ơi, con mèo nó đã chạy về hướng ngôi đền rồi. Ở chỗ đó có kinh khí cầu của ông thị trưởng nữa. Chắc nó đã leo lên kinh khí cầu của ổng rồi đó anh ơi. Ok, anh biết rồi. Vậy bây giờ em hãy đi về phía ngôi đền, xem thử có bắt được con mèo nào hay là lấy lại tấm quảng cáo nào không nha. Dạ, tuân lệnh anh. Ây da, trời ơi, chỗ này cát dữ quá, khó chạy quá. Ở cái ngôi đền phía trên này nè mấy bạn, mình phải lên dốc cao lắm.
Úi, thôi tiêu rồi, con đường này đã bị mấy cái cây dây leo nó mọc ngang qua rồi. Làm sao mình đi qua được đây ta? Chắc cơ, đừng lo. Mấy cái cây dây leo này mà mình cắt nó thì mình có thể qua được đó. Dạ, em cắt nó luôn nha. Wow, mấy bạn ơi, thấy cái kéo của Chắc cơ không? Bén kinh khủng. Cái cây dây leo này á, nó thiệt là to luôn nè. Mà cắt được luôn. Wow. Còn nữa, còn cái này nữa. Vậy mình phải cắt luôn mới được. Ủa mà sao cái con đường đi lên ngôi đền mà bị những cái này chặn lại, làm sao người khác lên được ta? Anh nghĩ á, con đường này bị nhiều chướng ngại vật cản trở mình không cho mình lên, là do ông thị trưởng nó làm đó. Ôi anh Raider ơi, bây giờ á, hết mấy cái cây dây leo thì bây giờ tới mấy cục đá rồi, nó cản đường nữa rồi. Không sao, anh đã có cách. Rubble, em hãy dùng mấy khoan điện của em để phá những cái cục đá này đi. Dạ, Rubble có mặt. Ok, cái này bự quá em không dùng mấy khoan điện, mà em sẽ dùng cần cẩu để em đập bỏ nó luôn. Xong rồi anh ơi. Giỏi lắm Rubble. Ui à, còn nữa. Rubble ơi, em hãy chạy xe lên xíu nữa đi. Ở trên này còn mấy cục đá nữa nè. Dạ. Wow, cái xe cần cẩu của Rubble mạnh thiệt chứ. Nguyên cái cục đá bự khổng lồ mà chỉ cần đập vài cái là xong rồi. Ôi, xong rồi nè anh Raider ơi. Con đường đi lên ngôi đền đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Bây giờ chỉ cần tấn công lên đó và bắt con mèo cùng ông thị trưởng thôi. Giỏi lắm Rubble. Anh tặng cho em cái sticker hình con gà nè. Dạ, cảm ơn anh. Wow, ở đây có một huy hiệu. Ây da, không phải của mình, của Everest. Một huy hiệu thưởng cho Everest nè.